Đây là món salad gà với bơ và dưa chuột, mình đã hoàn thành xong. Gà này ngoài phương pháp áp chảo như mình vừa thực hiện thì mọi người cũng có thể cho vào lò nướng để nướng nhé. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với gia đình mình nha. Các bước làm thì mọi người hãy xem kỹ ở trong video mình đã hướng dẫn rất là chi tiết. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip nấu ăn lần sau của mình nha. Đừng quên bấm follow kênh để tiếp tục ủng hộ những video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình có ở đây đó là một quả bơ và mình sẽ cắt ra. Coi mình có vị trí quá đấy. Bắt cái phần vỏ ra và thái. Mọi người có thể dầm bơ ra hoặc là để miếng cũng được. Bơ này có rất là nhiều chất béo tốt. Mọi người có thể đưa bơ vào trong thực đơn các món ăn ở trong gia đình hàng ngày cũng được. Bây giờ mình đã hoàn thành xong. Bây giờ tí nữa mình sẽ cho thịt gà vào. Gà ngoài tôi rất là ngon, mọi người cũng có thể nướng gà lên rất là ngon. Lúc ban đầu mình sẽ đun phần nước sốt này để lát nữa mình sẽ làm nước sốt trộn salad. Nếu mọi người có salad hoặc là các loại rau củ quả thì mình chỉ có cho vào hết. Mình sẽ có thêm rau. Thêm một chút dưa chuột để cho vào món salad nhé. Thịt gà này đã chín và mình sẽ tắt bếp đi. Lát nữa mình sẽ lấy cái phần nước sốt ở bên dưới để làm nước sốt salad luôn nha mọi người. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người đi làm một món là salad gà và bơ. Gà này thì mình đã ướp qua một chút mắm, nước mắm và hạt tiêu và mình đã áp chảo. Sau đó mình phi thơm tỏi lên, áp chảo cho cái phần da nó được da mỡ và chín để khi mình ăn sẽ đỡ ngấy hơn. Mình áp chảo hai mặt
nữa thì sẽ bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị bơ. Thank you.